cuộc sống cũng là đau đầu lắm các bạn nhỉ. Đây một đơn hàng gửi đi về Lai Châu. Lai Châu một bạn rất đẹp trai quá, rất đẹp trai, nhưng mình nghĩ rằng chắc là bạn này chơi thì chứ không phải nhân viên bưu điện được nhé. Rất là đẹp trai luôn. Con súp này thì báo cáo bác là nó là dòng súp Đức, nó quá cao cấp rồi, súp Đức đẹp lắm, đẹp xuất sắc. Em đã có một clip test trên kênh cho bác rồi, clip test trên kênh cho bác rồi, con súp Đức test lên kênh cho bác rồi này, đẹp xuất sắc, nó đẹp lắm cơ. Và em cũng báo cáo các bác là để tháo được cái căng này ra, để tháo được cái căng này ra thì nhé, để tháo được cái căng này ra nó rất là khó, nên không bao giờ có chuyện mà mình thò tay đây mình móc có thể bục được. Lúc đầu về đây em vừa cùng anh em khui hàng ra thì em nghĩ rằng là vô tình có khi anh em người ta tháo ra, người ta chỉ kiểm tra hàng thì người ta đóng hàng, và vô tình có khi người ta bê, người ta trượt bốc vào đây. Nhưng mà như thế này để em nghĩ rằng là như thế này là ông ấy ông chơi em nhé. Bởi vì là hôm ấy ông này ông đây tin nhắn này có hoàn hàng bác này. Đây này. Em báo là hàng lỗi em chịu trách nhiệm hết. Còn anh đừng có, anh ấy báo là cái lỗi súp này về bị ù đấy. Thì em bảo ù anh phải xem đường cấp tín hiệu của anh ấy, ù đừng có đổ lỗi cho súp. Vì đây súp Đức cơ mà, em mà test hết có bản test ở trên kênh rồi mà. Thì anh cứ kiểm tra xong rồi là ông ấy yêu cầu là mày hiểu thế này, em nói mày hiểu thế nào là súp bát không? Rồi tóm lại là ông ấy nói rất là tục. Thì em bảo là anh cứ cho hoàn tiền về hàng về đây cho em cứ nhận hàng em gửi. Ok. Sau rồi là ông ấy nói tục lắm. Nói tóm lại là em cũng không để ý. Nhưng mãi bây giờ mới hoàn về đây. Thì vô tình đầu tiên em chỉ nghĩ là bên bưu điện thôi. Bên bưu điện vận chuyển. Hai anh em đây cả lúc ấy có 3-4 người đấy. Bốc hàng thì cũng nghĩ là vô tình có khi bưu điện đóng hàng lại hộ mình, bốc vào đây. Nhưng mà khi mở ra thì nói vô lý, bốc thế nào được vào cái lưới này đúng không? Cái lưới này cậy rất là khó mới em ra, không thể bốc được. Em đoán là ông anh này chơi bẩn rồi. Đây biên bản đồng kiểm qua đấy, biên bản đâu hết rồi em? Bỏ biên bản đồng kiểm đây. Đây một cái biên bản đồng kiểm này. Đây là đồng kiểm này. Có này CA29111495VN này. Đây biên bản đồng kiểm này. Được rồi, cái địa chỉ đây. Địa chỉ đây, số điện thoại xem nào. Đây là con súp Cattern nhá. Của Trần Bình Dương. Hẳn nào từ hôm ý gửi hoàn lại đây. Số 57 Chu Văn An, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Số điện thoại là 0987353171. Từ hôm ý rằng là ông ý cũng tịt, ông không thấy mở mồm, ông hỏi lại cái tiền cước hay là tiền đặt cọc gì cả. Đến giờ em giật mình, đầu tiên em nghĩ là bên bưu điện hôm trước thì ông cứ đòi bằng được tiền đặt cọc, xong ông ấy cho bưu điện lấy hàng về đấy. Em bảo bây giờ em chưa biết là anh cắm nhầm hay anh cắm cháy nào, bây giờ hàng đến thì các bác thử. Xong quay lại ông cứ nói tục. Thì chính tỏ rằng em đoán bây giờ đến giờ này thì em chắc chắn là không phải do bưu điện nữa rồi. Mà em đoán là ông này chắc chắn là ông đã phá hàng của em rồi. Nhưng đến giờ này bác nhìn này. Ông này, bác nhìn này. Ông phá này. Này. Phá hàng. Thật ra là bây giờ đấy. Các bác bảo như thế này. Thật ra những con này chơi, những con người như thế này không chơi loa được đâu bác ơi. Chơi loa người ta phải điềm tĩnh. Chơi loa người ta phải tao nhã. Thật mà. Chơi loa mà. Cái phong cách nó phải lịch sự đàng hoàng chứ chơi này. Em chính vì tại sao em mới gọi là đây gọi mình ý. Còn em sẽ gọi cho bác này xem là tại sao nhé. Bởi vì là bác ấy không đòi cái tiền cọc nữa là em biết là các bác đã chơi em. Em nói thật bác. Bởi vì trước ông nói rất là tục, rất là bẩn. Nhưng đầu tiên là mình nghĩ, anh em mình nghĩ cho bưu điện đóng đi không? Xong mình bảo mẹ cái tấm lưới nó dày nặng như thế này. Mà đóng vậy rồi thì bưu điện, anh em bưu điện thì không bao giờ móc được qua lưới để bục này. Đấy các bác thấy không? Em Tuấn kiếm được đồng tiền không phải đơn giản các bác nhé. Nên thật ra anh em mình ở xã hội, cuộc sống ấy, có làm có ăn. Không nhé, không có làm thì chỉ có ăn cờ. Nên là cái gì thế thôi. Một cái đôi loa này, hai đôi loa này em cũng không sao cả. Cũng chẳng có sao nhé. Mình hỏng hôm nay mình làm việc khác để mình kiếm tiền khác. Chứ còn làm như thế này là thất đức. Em nói thật câu thất đức nhé.
Nó thật đẹp trai lắm, bác nhìn thấy không? Ảnh đẹp trai lắm. Ảnh rất đẹp trai nhá. Nhắn này, bác nhìn nhắn gửi này. Mày thế nào thì mày tao tôi tóm lại này. Nhưng bình thường thôi nhá. Tôi em không muốn đưa cái cá nhân của ta lên không hay. Thật ra là không đẹp bác nhé. Bác chơi không đẹp. Mà thật ra là không xứng đáng đàn ông. Giờ thì không thể nghĩ được cho bưu điện nữa, anh em nhân viên bưu điện hơi vô lý. Bởi vì anh ấy lôi về nhà anh dùng rồi mà. Một con súp Đức như này, bác thấy sót không? Mẹ, đúng rồi, nhìn này. Em nói thật, cả đời em bán súp, nhưng đến đúng lần này em mới gặp con súp Đức nó cười thế này. Em sót. Sót. Rồi. Thôi cũng chả sao cả. Của đi thay người không có sao cả. Bác nha. Còn các bác ạ, mua bán với nhau có thoải mái, thẳng tính em thẳng tưng nhá. Em không thích vòng vo. Bùa mua đổi, còn đã không tin tưởng bên kênh của em thì đừng mua. Mà đã tin tưởng có thể đổi, có thể đổi các hoặc là đổi đôi khác hoặc như nào nó thoải mái với nhau. Mà đã không tin tưởng đừng có mua. Kiểu sao như một số bác à, mày phải gửi tao này, mày series này, số kia rồi là ảnh nào. Nếu đã xác định lừa nhau thì ảnh bán hàng nhiều năm thiếu gì ảnh. Nên là yên tâm nha bác nha. Ok. Đau quá. Được chưa? Đấy. Giao đi từ tháng 7 tháng 8 ấy, giờ nó mới hoàn lại. Đau hết cả đời.